Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và trong video ngày hôm nay thì Tùng muốn cập nhật với anh chị cái thông tin mới nhất về việc mà xây dựng cầu Cát Lái. Khi mà Đồng Nai muốn xây sớm cầu Cát Lái và thành phố Hồ Chí Minh thì đang nói gì về cái cầu Cát Lái này nha các anh chị. Và đây là thông tin cập nhật mới nhất trong tháng 6, cuối tháng 6 năm 2023. Trong khi tỉnh Đồng Nai muốn xây dựng cầu Cát Lái trước năm 2025, thì phía thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dự án này xây dựng sau năm 2030 sẽ hợp hơn. Lý do hiện nay các cái dự án đang xây dựng đảm bảo kết nối giao thông giữa hai địa phương. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về các phương án kết nối với tỉnh Đồng Nai. Trong đó cơ quan này cho rằng việc xây dựng cầu Cát Lái nối thành phố Hồ Chí Minh là huyện thành phố Thủ Đức với huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai xây dựng sau năm 2030 sẽ phù hợp. Quan điểm này trái ngược với mong muốn xây dựng cầu Cát Lái trước năm 2025 của tỉnh Đồng Nai. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, khu vực dự kiến xây dựng cầu Cát Lái hiện nay đang xây dựng cầu Nhân Trạch thuộc vành đai 3 với quy mô 4 làn ô tô và sẽ hoàn thành vào năm 2026. Sau đó dự án này sẽ dự kiến tiếp tục mở thêm 4 làn xe thô sơ đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai địa phương. Ngoài ra, ở khu vực cảng Cát Lái đang được ưu tiên làm tuyến liên cảng nối đường Nguyễn Thị Định đến nút giao đường vành đai 3 gần cảng Phú Hữu. Tuyến này dài 6 km, rộng 60 m với 12 làn xe, dự kiến sẽ hoàn thành vào giai đoạn 2026 đến 2030. Với những tuyến dự án đang triển khai, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đã đảm bảo kết nối giao thông giữa hai địa phương. Do đó, dự án cầu Cát Lái xây dựng năm 2030 sẽ phù hợp hơn. Với thành phố Hồ Chí Minh thì việc mà xây dựng cầu Nhân Trạch là khu vực vành đai 3 đã đủ để mà kết nối giao thông với khu vực Nhân Trạch rồi, cho nên là trong cái giai đoạn là trước 2030 thì không cần thiết phải xây dựng cây cầu Cát Lái. Số phận long đong của cầu Cát Lái nối thành phố Hồ Chí Minh với Nhân Trạch là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được người dân mong đợi. Cây cầu này cũng có vai trò không nhỏ đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua kể từ khi có chủ trương đầu tư, dự án này vẫn loay hoay tìm đường. Hai địa phương vẫn chưa thống nhất hướng tuyến để đầu tư. Năm 2016, dự án này được Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Năm 2018 thì Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh họp bàn về dự án xây dựng cầu Cát Lái. Hai bên đã thống nhất Đồng Nai sẽ là đơn vị chủ trì trong việc xây dựng đầu tư cầu Cát Lái. Theo phương án xây dựng mà tỉnh Đồng Nai đưa ra, cầu Cát Lái có chiều dài gần 3,8 km. Phần cầu chính dài 650 m kết nối kết cấu bằng dây văng trục tháp. Cầu có tĩnh không thuyền 55 m, rộng 38 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 3 làn xe thô sơ. Về bộ hành mỗi bên là 1,5 m. Tổng mức đầu tư là 7.200 tỷ. Năm 2019, Thủ tướng chấp thuận giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng cầu quan trọng này. Thậm chí, việc kế hoạch khởi công dự án cũng được hai địa phương dự kiến vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, khoảng tháng 10 năm 2022, Sở Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tìm một vị trí xây dựng mới cho dự án thay vì địa điểm cầu Cát Lái như bấy lâu nay. Theo đó, phía Sở Giao thông Vận tải cho rằng vị trí xây dựng cầu Cát Lái hiện nay là không khả thi. Nguyên nhân Sở này cho rằng hướng tuyến xây dựng cầu Cát Lái tại vị trí phà Cát Lái hiện nay là không khả thi vì xây dựng tại vị trí này cần điều chỉnh quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Thị Định từ 60 lên 77 m, khi xây dựng có nguy cơ gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, hướng tuyến cầu Cát Lái theo phương án cũ cách cầu cảng hiện hữu của cảng Cát Lái khoảng 100 m. Khi xây dựng cầu tại đây sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của cảng, không đảm bảo an toàn cho tàu container quay tàu khi ra vào cảng. Bên cạnh đó, đường vành đai 3 đoạn Tân Vạn Nhân Trạch vừa được khởi công, trong đó có cầu Nhân Trạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Về phương án thay thế, Sở đề xuất vị trí xây dựng cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai tại quận 7 và thành phố Thủ Đức. Cụ thể, vị trí thứ nhất là xây cây cầu kết nối trục Bắc Nam nối quận 7 vượt qua sông Đồng Nai sang xã Phú Hữu, Phú Đông, huyện Nhân Trạch. Vị trí thứ hai kết nối từ thành phố Thủ Đức với xã Tam An, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai theo hướng quy hoạch DT777B. Như vậy sau hơn 20 năm chờ đợi, dự án cầu Cát Lái vẫn dang dở. Việc xây dựng cầu có ý nghĩa quan trọng và này sẽ dễ bị trễ bị nhịp, thậm chí thay đổi vị trí xây mới có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản, đặc biệt phía thành phố mới Nhân Trạch. Thị trường bất động sản nơi đây từng không biết bao lần thăng trầm ăn theo những thông tin về xây dựng cầu Cát Lái. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay khu vực này chính là khu vực phà Cát Lái hiện hữu. Khu vực bên này sẽ là khu vực cảng Cát Lái. Và chúng ta ngày trước đây thì chúng ta sẽ có cái phương án là kết nối từ ngay khu vực đây. Đây đường là Nguyễn Thị Định, thưa quý anh chị. Thì kết nối sang khu vực Nhân Trạch bằng việc mà mở rộng và làm cái cầu Cát Lái nằm ở ngay trên cái tuyến mà phà Cát Lái hiện hữu. Nhưng mà sau này thì có những cái thông tin mới về cái việc mà xây dựng phía cầu Cát Lái, bởi vì những cái tuyến đường này anh chị có thể nhìn thấy đường Nguyễn Thị Định ở đây, thì cái việc mà lưu lượng giao thông container hàng ngày đêm đi qua cảng Cát Lái rất là đông, cho nên việc mà xây dựng trên cái tuyến đường này sẽ rất là dễ gây ùn tắc giao thông, và bên cạnh nó còn có những cái khu dân cư như thế này, thì cái việc mà xây dựng ở đây nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng rất là lớn đến khu vực này cũng như là kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đồng Nai cũng đã đề xuất và hướng với nhau là chuyển sang những cái phương án khác. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là khu vực cầu Nhân Trạch mà đang xây dựng. Cái đoạn đường vành đai 3 nó sẽ là ở ngay đây, nghĩa là cầu của phía cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đấy, khu vực này và kết nối xuống khu vực đường 25B. Đấy, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là 25B là lanh ngay ở đoạn mà Swan Park, mà chúng ta có thể nhìn thấy ở ngay khu vực này nha thưa anh chị. Thế thì khu vực này đây chính là khu vực mà vành đai 3 đã được xây dựng, đang được xây dựng, và cái cầu đây cũng đang được xây dựng rồi thưa anh chị. Vậy thì nói về cái cầu Cát Lái phương án 1, chính là cái phương án ở ngay ở phà Cát Lái này, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đường Nguyễn Thị Định và cái phà Cát Lái, cũng như là đây là phương án đầu tiên. Thì phương án đầu tiên này thì nó ảnh hưởng đến rất lớn đến đường Nguyễn Thị Định cũng như là phía cảng Cát Lái. Chính vì vậy mà Đồng Nai cũng như là thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra những cái phương án thay thế. Thì chúng ta có phương án thứ hai là kết nối cách khoảng 2,3 km từ cái nút giao Mỹ Thủy này mà đi về phía cầu Phú Mỹ, thì sẽ có một cái tuyến phương án thứ hai kết nối ra về phía Nhân Trạch. Thì mọi người đều mong muốn phương án thứ hai này là phương án tối ưu nhất, và sau đó là chúng ta sẽ có một cái phương án khác nữa là phương án 3, là cái phương án mà kết nối từ khu vực phía nút giao Mỹ Thủy đi về 1,5 km hướng về khu vực quận 9 và kết nối vào khu vực Phú Hữu cũng như là các cái xã như Đại Phước ở khu vực này. Nhưng mà bởi vì chúng ta có cái cây cầu Nhân Trạch ngay ở đây rồi mà xây dựng thêm một cây cầu ở đây thì nó sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa, cũng như là việc nó đi qua cái cảng này cũng không hay lắm. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có thêm một phương án thứ tư là phương án mà kết nối từ khu vực đây, khu vực quận 7 đi sang khu vực Phú Hữu, Phú Đông cũng như là khu vực Nhân Trạch ở khu vực này. Và phương án thứ năm là phương án sẽ kết nối từ khu vực quận 7 Nhà Bè cũng đi sang khu vực bên này. Và hiện tại thì phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đang hướng là sẽ xây dựng thay vì phương án 1, 2, 3 thì sẽ hướng sang phương án 4 và phương án 5, nghĩa là xây dựng từ phía khu vực quận 7 đi sang khu vực Nhân Trạch, bởi vì đã có cái cầu Nhân Trạch này rồi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì hầu hết mọi người đang đi về phía Nhân Trạch thì sẽ đi bằng phía khu vực phà Cát Lái này, cho nên là nếu như mà phương án xây dựng mà khu vực quận 7 này đi qua thì nó sẽ làm ảnh hưởng khá là nhiều đến cái thị trường bất động sản, cũng như là những cái người mà đã có những bất động sản nằm ở khu vực mà nằm sát với khu vực Cát Lái của Nhân Trạch. Đấy, thì chúng ta ngay khu vực này thưa anh chị. Thì đây là cái thông tin này, tại sao Tùng lại đưa những thông tin và xây dựng cầu Cát Lái đến với anh chị, bởi vì khu vực Nhân Trạch là khu vực mà có cực kỳ nhiều tiềm năng. Chính vì vậy mà được thu hút được rất là nhiều những người quan tâm đầu tư cũng như đầu cơ tại khu vực này. Thế thì những cái thông tin này là cái thông tin mà anh chị cần biết, bởi vì khả năng cái cầu Cát Lái như vậy á, thì sẽ khá là khó có thể xây dựng được khi mà thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa mong muốn xây dựng cái cầu này, và thành phố Hồ Chí Minh còn đang hướng là xây dựng theo phương án 5. Đấy, thì vậy cho nên là phương án và thành phố Hồ Chí Minh còn muốn, hiện tại nó đang muốn xây dựng theo phương án 4 và phương án 5. Vậy thì cái việc mà
Và nếu như mà xây dựng theo phương án 4 và phương án 5 thì nó sẽ chúng ta sẽ không có cái cây cầu kết nối từ phía Cát Lái đi sang khu vực Nhân Trạch, mà chúng ta sẽ có cái tuyến đường khác. Và như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà đầu tư đón đầu, cũng như là câu chuyện mình hiện tại bây giờ thời gian chúng ta có thể thấy là trước đây thì thời gian để xây dựng cây cầu Cát Lái chúng ta kỳ vọng là trong khoảng dao động từ 2020 đến 2025, nhưng khả năng là nó sẽ còn dài hơn nữa. Chính vì vậy mà nếu như anh chị mà có quan tâm đầu tư các khu vực của Nhân Trạch thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến cái thông tin này, bởi vì khả năng cây cầu Cát Lái nó sẽ khá là dài, mất hơi nhiều thời gian hơn nữa để hai bên thống nhất được. Rồi, đây là những là cái thông tin mới nhất mà tôi muốn cập nhật với anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong video clip lần sau.